Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Là nói đầu tiên, xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Thì hôm nay chính chủ có ký gửi bên em một cái căn nhà giá mềm xèo luôn anh chị. Chỉ có là 550 triệu thôi. Nhà mới tinh luôn, đã lót nền, ốp gạch rất là sạch sẽ, được một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, phía sau là không gian bếp cuối cùng nha. Thổ cư là 100% luôn, rất là tuyệt vời nha anh chị. Mua là về sang công chứng trong ngày luôn, hiện tại là sổ mới, sổ hồng anh chị ha. Diện tích thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, dành cho những cô chú anh chị nào mà ít tiền. Căn nhà thì cũng vừa phải thôi nha. Ngang là 3,4 m, chiều sâu đó là 21 m, phía sau nở hậu ra là 6,3 m nha, lên tổng tích là 100 m². Cái hướng căn nhà của mình đó là hướng đông nha anh chị. Địa chỉ đây là ở ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đường này là đá xanh là 3 m cộng cộng nha. Ở phía ngoài đó, anh chị đi thẳng nè, 100 m đổ lại thôi là sẽ đụng tới đường nhựa. Cái đầu đường thì bị lấn anh chị ha, nên xe ô tô mình vô không được, bị lấn cho còn ngoài có 2,2 m đến 2,5 m thôi. Ở trong đây là 3 m cộng cộng nha. Thì xe ô tô, xe tải mình đậu ở ngoài đường nhựa đó cách có 100 m thôi, rất là gần anh chị. Còn nếu mà xe loại nhỏ nhỏ như ô tô là con cấp anh chị, khoảng 1,5 m á, thì vô rất là thoải mái nha. Ở đây thì có trụ điện dân xài nè, có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây thì về đây mình đi chợ anh chị thì cũng gần ha. Thì có hỏi với chủ nhà thì đi chợ chỉ có là 1 cây số thôi, cách chợ rồi trường học, ủy ban á, rất là gần. Còn mình ra thị trấn Chợ Gạo là 3 cây số nha anh chị. Rồi đến quay một vòng hàng xóm mình xem ha. Đây nhà anh chị không, rất là đông đúc luôn, không có vắng nha anh chị. Mà cách đường nhựa có 100 m rất là gần anh chị thấy không, một vị trí cực kỳ đẹp luôn. Từ vị trí căn nhà của mình anh chị đi về thành phố Mỹ Tho là 19 km nha. Còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây anh chị là 65 km anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại đường này thì mình liên thông ra đường Tan 3 m nè. Đấy, rồi liên thông về quốc lộ 50 nè. Đó, mà đi hướng nào vô cũng được anh chị ha. Nhưng mà đi quốc lộ 1A thì qua quốc lộ 50 rồi về đây bắt đầu vô tới nhà này. Nhưng mà em thấy đi cái đường gần nhất là đường nhựa gần đây anh chị. Đi vô đây 100 m là đi dễ đi hơn. Còn cái đường này nó hơi cong bẻo xíu nha chị ha. Chị thấy không? Xung quanh nè, hàng xóm rất là đông đúc luôn anh chị. Đây căn nhà của mình đây anh chị ha. Đây ranh giới của mình là từ vị trí bên đây. Sâu vô là 21 m. Gia chủ xây dựng là hết đất luôn anh chị ha. Nhà cũng gọn thôi chứ không có lớn anh chị ha. Cái nền nhà của mình và cái sân rất là cao chị thấy không, rất là gọi ha, cao hơn cái đường đá xanh rất là nhiều. Và bên trong là cái nền nhà cũng cao hơn một phần đó chị ha. Nhà thì dạ chào chị, anh này chủ nhà anh chị ha, rất là vui tính. Chủ nó mới xây dựng được là khoảng 1 năm mấy anh chị, còn mới tinh luôn, do kẹt tiền mới bán anh chị ha. Nhà tâm huyết của gia đình. Gia chủ cũng lót nền nè, ốp cọc nhà nè, ở trước thì cũng ốp lên tới lập phong luôn. Làm rất là kỹ chị ha. Đây thì cửa chỗ cổng thì đơn giản thôi là 4 cánh, là một cái khung sắt hàng lưới B40 chị ha. Qua tâm đây, ranh giới rõ ràng hết, có sổ sẵn luôn, sổ mới công chứng trong ngày chị ha. Đây xung quanh hàng xóm mà là chị rất là đông đúc chị ha. Quay một vòng để mình xem rõ nha. Rồi em xin mời chị ha, thì em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Đối diện nhà mình đây có mấy cái mồ, có một cái mồ là nhà có hàng xóm anh chị ha, cách cũng khoảng là 20 m anh chị. Rồi em xin mời anh chị ạ. Đây bước vào trong thì em thấy đây thì có một cái bằng đá. Dạ chị, bằng đá đây ha, để mình ngồi đây mình uống nước trà hay ngồi tiếp khách ở đây. Rất là rộng rãi ha. Ở trên thì xây tường lên là 2 m, rồi là một khung sắt hàng lưới B40 chị ha. Ở bên trái bên phải
đó, làm rất là kiên cố anh chị nha. Máy tiền chế thì đưa ra tới đường đất xanh công cộng luôn chị. Đó, chị thấy không? Ốp gạch tới trần luôn nè. Đó, làm rất là kỹ anh chị ha. Còn bên trong là có một cái nền nhà, nó cao hơn cái sân mình xíu anh chị ha. Và cái đây có một bước cửa là cửa kéo. Phòng khách của mình thì thấy cũng rộng rãi thông thoáng nha. Bên trong căn nhà ở phòng khách thì gia chủ đã ốp gạch cao là 1m6 nha anh chị. Đó, có gắn tivi, cửa sổ đầy đủ ở đây ha. Nhà thì gia đình mình đang ở luôn chị ha. Còn cái này em thấy còn rất là mới, nên mình mua về đó là không cần bỏ tiền tu bổ hay là sửa chữa gì hết nha anh chị. Nhà quá mới luôn chị, quá đẹp nha anh chị ha. Giá thì sinh viên thôi có là 550 triệu thôi chị. Thổ cư thì có sẵn 100% luôn, tuyệt vời không? Mình mua đất mua nhà có thổ cư sẵn, mở này là nở hậu đó chị, là 6,3 m nha. Rất là tuyệt vời. Đi về tường cho phòng mới tinh luôn, lắng o luôn chị ha. Đây là phòng đầu tiên. Đây thì gia chủ để cái niệm ngủ ha, không có mua giường gỗ nha. Có tủ quần áo, trong thì có quạt, có chỗ màn, cửa sổ đầy đủ hết ha. Đây có tủ đẹp tuyệt vời chị, màu trắng chị ha. Toàn bộ điện đây đó thì gia chủ đi điện là âm tường nha anh chị. Rồi kế đây là phòng thứ hai. Hai phòng giống nhau thì rộng rãi thông thoáng, có đầy đủ cửa sổ màn đầy đủ hết nha. Đây bên trong này chị, hai phòng giống nhau. Tường đây thì cũng ốp lên 1,6 m nha anh chị, rất là sạch sẽ ha. Rồi em xin mời chị ha, chỉ cái không gian nhà tắm, nhà vệ sinh và ranh giới cuối cùng luôn mình nắm nha. Đây là không gian phía sau bếp nấu ăn. Kế bên tay trái mình đây là một cái không gian nhà tắm, nhà vệ sinh anh chị ha. Rất là rộng rãi anh chị. Có lavabo, đánh răng, rửa mặt. Cũng ốp gạch rất là sạch sẽ luôn. Có gương nữa anh chị, đầy đủ hết ha. Còn đây là cái một khoảng trống, chủ làm cái cửa đây nè, để nhất là lấy ánh sáng, cái thứ hai là lấy gió vô cho nó thông thoáng mát mẻ không gian trong nhà của mình. Để phơi quần áo ngoài đây luôn chị ha, chị có thể rửa chén bát lại cho rộng rãi. Đây là đất của mình đó anh chị, để cho nó thoáng mát mát anh chị ha. Còn đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha, xây bức tường cao là 2 m nha. Rửa chén bát vào đây cho nó rộng rãi anh chị ha. Anh chị ngại thì anh chị làm cái lưới trên đó anh chị, cao lên xíu ha, kéo lưới lên. Phía sau căn nhà của mình đó thì có một cái giường bưởi anh chị ha, giáp ranh một cái giường bưởi nha, rất là đẹp. Còn bên tay phải bên trái mình là giáp ranh với cái nhà đó, mình về khỏi làm rào giáp ranh cái nhà. Còn đất này rộng anh chị không, tại vì cái nhà mình nở hậu ra là 6,3 m anh chị, còn ở trước thì hơi nhỏ chỉ có là 3,4 m thôi. Bị nở hậu anh chị ha. Đây còn trống mình chạy về có thể mình trồng cây sạch ở khu đây nè, dùng cho đình luôn để cho an toàn anh chị ha. Còn đây là cái không gian bếp nấu ăn của mình đây, có đầy đủ luôn như là kệ bằng nhôm để ly tô chén ở khu vực trong đây để cho không có bụi bặm anh chị ha. Thì đồ đạc cũng hơi bề bộn xíu tại do đình đang ở anh chị ha, cũng thông cảm nha. Không gian bếp đây. Ở trên thì có một cái cửa sổ anh chị ha, để mình có nấu ăn đó, khói bụi rồi đó. Thì để cho nó thoát ra ngoài, nó không bị ngợp anh chị ha. Đây cũng chỗ nấu ăn cũng ốp nè, thì cũng làm rất là sạch sẽ anh chị. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú quan tâm cái căn nhà cấp 4 ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha, là 550 triệu thôi. Sở hữu một cái căn nhà vừa đẹp vừa rộng vừa thoáng này, nhưng mà diện tích hơi nhỏ xíu nha, nhưng mà được cái bù qua thổ cư có 100% luôn trên căn nhà mình luôn, cách đường nhựa là 100 m đầu lại ha.
Nếu mà xe con cóc ô tô loại nhỏ thì mình vô thoải mái, còn nếu xe lớn mình vô không được nha, tại cái đường đầu đường đường nhựa vô là có 2,5 m thôi, còn trước nhà mình đường nó xanh là 3 m chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp mình để tương tác với em, nó có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị hoặc cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.